Hello anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay thì bên Thắng lại tiếp tục về chiếc xe Innova số sàn 2021 mẫu mới nha. Hôm trước thì về chiếc xe biển thành phố nhưng mà có mấy anh chị nói là xe đó chạy cây số nhiều quá, đi tới 60.000 cây thì không có thích cái xe cây số nhiều. Thì hôm nay Thắng về chiếc xe đi ít hơn nha. Chiếc này đi được có 32.000 cây anh chị, biển ở Bình Dương. Nhà của khách là ở Dầu Tiếng, Bình Dương anh chị, đi cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi gì đó. Thì hồi xưa đó là khách hàng mua cái xe mới bên Thắng xong rồi mua về á, rồi không có chạy nhiều á, với lại tình hình bây giờ kinh tế khó khăn cho nên là khách quyết định bán lại nha, bán lại cho bên Thắng. Xe thì một chủ sử dụng và mua mới từ đầu nha, 4 lớp thì zin theo xe, lớp dự phòng thì chưa hạ. Còn về tổng thể về xe á, thì không có gì bàn cãi hết anh chị. Chạy xước thì chắc chắn phải có rồi, về bên Thắng sẽ cho tiến hành kiểm tra nè, rồi sơn sửa rồi lại cho đẹp, rồi xong rồi Maruguri rồi chào bán. Xe mọi thứ zin hết, chưa thay thế gì hết nha anh chị. Cảm biến nè, lớp nè, xe chuẩn 32.000 cây nha, mâm mới màu đồng bánh kim anh chị. Xe này nếu anh chị mà mua á thì sẽ có cái chính sách bảo hành toàn quốc nha, tại vì những cái xe mà còn cái niên hạn bảo hành á, nếu mà không có bị trường hợp về tua đồng hồ nè hay là đâm đụng tai nạn thì nó vẫn tiếp tục được cái chính sách bảo hành toàn quốc của Toyota giống như xe mới. Còn nếu mà anh chị mua phải những cái xe mà tua đồng hồ hoặc là đâm đụng tai nạn á anh chị, thì bên Toyota người ta sẽ từ chối bảo hành cho anh chị nha, từ chối bảo hành. Xe này bảo hành tới năm 2024. Còn về tháng mấy thì để Thắng xem lại rồi báo anh chị sau nha. Xe được lên mặt lên xuống inox nè, chạy sàn simili ghế da. Đầu Android hiệu Winca nè anh chị. Cam hành trình có đủ hết, một trần 5D. Cái xe này lúc mà Thắng lên coi xe Thắng mua á thì anh chị khách hàng nói là mua về bán xe giờ lỗ quá. Mua xong về còn trang bị thêm 30-40 triệu tiền phụ kiện, 30-40 triệu tiền phụ kiện xong rồi bán lại lỗ nhiều quá. Nhưng mà tình hình cũng khó khăn á, cho nên là quyết định bán. Nhà thì sổ đất nhiều lắm nhưng mà không bán đất được, chỉ bán xe được thôi anh chị. Đó thì tình hình chung thì mấy hôm nay anh chị Thắng đi mua xe thì tình hình chung của những anh chị khách hàng á, những anh chị mà làm bên đầu tư nhà đất á, thì của cải có nhiều lắm nhưng mà không có người mua, đành phải bán lại xe. Cần số xe 32.000 cây, cần số zin, số sàn 2021 nha. Màu đồng này cũng vẻ dễ chịu quá anh chị. Tắp bi bọc da nè, xe rất sạch sẽ, chạy gia đình không có chạy dịch vụ nha. Xe này cam kết anh chị luôn á, không có chạy dịch vụ, đi gia đình không à. Trần 5D một cam, lớp. Thì anh chị nào mà muốn xe đời thấp hơn mẫu mới như thế này thì bên Thắng còn chiếc 2020 nữa, chiếc đó thì biển Tây Ninh, giá là 638 triệu. Xe này có chỗ chạy chỗ này nè anh chị, hôm trước khi mà anh ve vô cổng á, cái này nhậu xỉn á, ve vô cổng nó quẹt xíu nè, về bên Thắng làm lại chỗ này. Đèn zin có những cái ốp bật lên xuống, cái ốp chống chạy cớp anh Thắng tháo bỏ để mà coi có chạy sướng không, sơn lại cho anh chị nè, tháo ra đó. Xe cũ về thì những cái nào mà bên Thắng cảm thấy nó còn đẹp, nó còn đẹp rồi nó không có phát sinh về sau thì mình Thắng mới giữ lại. Còn những cái nào mà nó cũ quá thì Thắng tháo bỏ đi. Ví dụ như cái nẹp chống chì cớp này nè, nếu mà giờ bên Thắng để nguyên á thì sau này chị lỡ có tháo ra mà thấy chỗ này chạy á thì lại đổ thừa là bên Thắng là làm ăn gian dối nữa, cho nên là trước mắt tháo luôn, tháo bỏ ra luôn, sơ coi có chạy xước sơn lại cho anh chị. Đây, bên trên xe thì không có gì bàn cãi hết anh chị, mọi thứ nó chỉnh chu mà, 2021 đời cao, đi cây số ít nữa, phụ kiện bên ngoài có đường viền chắn kính, rồi dán phim, che mưa, dán cửa, đầy đủ hết. Đăng kiểm đường bộ, ok, tháng 10, 2023, đăng kiểm tháng 10, 2023. Và chiếc xe Innova số sàn 2021 này thì bên Thắng chào bán mức giá là 662 triệu nha anh chị, 662 triệu. Còn cái chiếc 2020 mẫu mới giống như thế này nè, đi được 66.000 cây, chiếc đó thì giá 638 triệu đó. Thì anh chị cứ tham khảo và suy nghĩ nha. Nếu cảm thấy có nhu cầu mẫu xe này thì cứ liên hệ với Thắng đó. Và mẫu xe này thì có hỗ trợ trả góp nha anh chị. Ngân hàng cho vay được 70%, anh chị trả trước 30%, và thời gian góp là được 6 năm nha anh chị đó. Hồ sơ thủ tục thì chắc anh chị phải gọi cho Thắng đi, để Thắng coi công việc của anh chị nè, rồi cái tài chính của anh chị, để Thắng tư vấn cái gói vay sao cho hợp lý nha. Rồi, Thắng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh chị đã xem video và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.